Năm nay, các đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục đồng hành với nhà tài trợ đến từ Thái Lan là Grand Sport. Đây là thương hiệu đã gắn bó với VFF từ năm 2015. Theo công bố từ đơn vị sản xuất, trang phục thi đấu và di chuyển của các đội tuyển Việt Nam được sử dụng những chất liệu cao cấp nhằm tạo sự thoải mái cho các cầu thủ. Về mẫu áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2021, cảm hứng thiết kế được bắt nguồn từ hình ảnh ngôi sao trên ngực áo và hình ảnh của sự lan tỏa Hình ảnh ngôi sao đại diện cho ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc cho cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau năm 2020 không có nhiều hoạt động do so ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm 2021 được dự báo sẽ là năm bận rộn của bóng đá Việt Nam. Tất cả cùng chờ đợi nguồn cảm hứng từ những chiếc áo đấu sẽ được truyền đến các cầu thủ với mục tiêu tiếp tục gặt hái thành công cùng các đội tuyển Việt Nam trong năm nay.